Con này mà chú là còn chê nữa, anh cũng đến chịu ấy. Thì xe của ông bị đâm đụng rồi này, nó bị vỡ cái miếng này này. Hai bên này. Đây. Cái gì? Xe của ông bị đâm này, này nhá, hai bên đều vỡ, đâm hai bên luôn. Cái này là cái rửa pha đèn, cũng chả hiểu gì cái dòng xe hiện đại mới có cái đấy. Rửa pha đèn á? Em tưởng chỉ có mỗi rửa kính thôi nhỉ? Rửa pha đèn đi mà rời bụi ấy, rồi là ướt vào đây nó xịt vào đây bắt sáng choang luôn. Đừng có phết đấy, ông nổ luôn thông tin tôi giờ này. Con này à, Mercedes C250/2009, cái dòng này mẹc không có rồi. Rửa pha đèn đấy thông thường ấn ở trong kia cơ. À. Nó mở ra nó xịt xịt phát vào kính luôn. Trông con này trông nó bình thường thôi. Cái mà con này còn trên thì cũng đến chịu luôn. C250/2009 nhỉ? Đấy có thương hiệu cho ông đấy. Ừ. Mà tiết kiệm xăng đấy. Máy 1.8. Mẹc với bộ tiết kiệm xăng có loại này nó phải 18 lít. Cái gì 18 lít, máy 1.8 loại này nếu ăn quá 80 xăng cho ông cái xe này luôn. Ông thật chưa? Thật đấy, cho ông chạy đường trường luôn. Ông một điều lắm. Điều cái gì người ta nói thật thì con nào cũng chê. Con này nó là thương hiệu sang mà giá cực kỳ rẻ thôi. Chỉ có 315 triệu. 315 triệu mà rẻ, ông nói chuyện. Nó bằng gấp đôi với con ấy rồi đấy. Cái con kia hôm qua ông lọc của ông 255 thêm có hơn 60 và lấy con này. Mà thêm 60 là cả một vấn đề, nhưng mà để xem đã, con này hình như nó không dài mà con kia đúng không? Con này thì quá là đẹp. Máy bé hơn đúng không? Mercedes C250 CGI, máy CGI là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Xe có lỗi không? Bao cho test, bao check, không lỗi gì cả luôn. Được đấy nhỉ? Lại còn là biển Hà Nội luôn. Biển Hà Nội thì nó bình thường, biển Hà Nội nó có chạy nhanh được đâu, nó cứ khoe biển Hà Nội lắm có gì chứ khổ nhỉ? Biển Hà Nội, biển thành phố, biển thủ đô. À, đăng kiểm dài được, con này đăng kiểm tháng 7 đăng kiểm thôi. Tháng 7 2023. 1.8 số tự động à? Rất giá động. Chỉ có 315 triệu. Đây xem nội thất này. Nội thất đen đẹp rồi. Nội thất đẳng cấp chưa? Đẹp đẹp, nội thất đen nó đẹp. Nó là quá đẹp luôn. Như... mình có, nếu mà mình cái con kia của em là 255 triệu thì mình cho lợ đi, cho lợ khoảng 60 được không? Ở đây là anh không bán chịu bán nợ, nó có phải là full tiền, tiền tươi thóc thật. Còn đâu đây chú thích rút hồ sơ về chính chủ anh rút cho. Còn đâu là tiền là cứ phải dọc dọc. Anh em mình chỗ quen biết rồi, gặp nhau xem xe suốt ngày rồi, cho lợ tí không sao cả. Không, bây giờ thưa tôi chưa gặp ông nào bựa như ông, cứ mua xe đi, mua xe lại. Mà bây giờ lợ ông thì bao giờ đòi được tiền. Đừng nói bựa thế, tôi mua cho ông hơi nhiều xe đấy, mà tôi bán cho ông rất nhiều xe đấy. Tóm lại bây giờ chú đủ full là 315 triệu là anh giao xe cho chú, còn đâu ngoài lợ 1.000 không bán. Thôi, thế là anh em mình không tình nghĩa gì cả. Tình nghĩa bây giờ phải lo bằng tiền. Thôi thôi, tôi không chơi với ông nữa.